Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn. Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Phàm khi nào ai dâng của lễ thù ân bằng bò hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va không tỳ vít chi. Người sẽ nhận tay mình trên đầu con sinh của mình rồi giết nó tại cửa hội mạc. Các con trai A-rôn, tức những thầy tế lễ, sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người sẽ dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Các con trai A-rôn sẽ xông mấy món đó nơi bàn thờ trên của lễ thiêu đã chất trên củi chụm lửa rồi. Ấy là một của lễ dùng lửa dâng lên, có mùi thơm cho Đức Giê-hô-va. Nếu người dâng cho Đức Giê-hô-va của lễ thụ ân bằng chiên hoặc đực hoặc cái thì phải dâng lên không tỳ vít chi. Ví của lễ bằng chiên con thì phải dâng nó lên trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước cửa hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở và cái đuôi nguyên chặt gần cuối xương sống, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ. Ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Nếu của lễ người bằng con dê cái thì phải dâng lên trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu con sinh rồi giết nó trước mặt hội mạc. Các con trai A-rôn sẽ rải huyết chung quanh trên bàn thờ. Do của lễ thù ân này, người phải dâng làm của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va, mở chài và mở bộ lòng, hai trái cật, mở trên hai trái cật nơi cạnh hông và tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật. Thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ. Ấy là thực vật về của lễ dùng lửa dâng lên có mùi thơm. Hết thảy mỡ đều thuộc về Đức Giê-hô-va. Ấy đó là luật lệ đời đời cho dòng dõi các ngươi, mặc dầu ở nơi nào. Ngươi chẳng nên ăn mỡ hay là huyết. Chương 4. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng: Hãy nói cùng dân Israel rằng: Khi nào ai lầm lỡ mà phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều chẳng nên làm, nếu là thầy tế lễ chịu sức dầu rồi mà phạm tội và vì cớ đó gây cho dân sự phải mắc tội, thì vì tội mình đã phạm, người phải dâng cho Đức Giê-hô-va một con bò tơ không tỳ vít chi đặng làm của lễ chuộc tội. Người sẽ dẫn bò tơ đó đến cửa hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, nhận tay mình trên đầu nó rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi sẽ lấy huyết bò tơ đem vào trong hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va đối ngang bức màn nơi đền thánh. Đoạn, thầy tế lễ sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ sông hương ở trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va và đổ hết thảy huyết bò tơ nơi chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người phải gỡ những mỡ của con bò dùng làm của lễ chuộc tội, tức là mỡ chài và mỡ bộ lòng, hai trái cật, mỡ trên hai trái cật nơi cạnh hông, tấm da mỏng bọc gan gỡ gần nơi hai trái cật như gỡ các phần này của bò tơ dùng làm của lễ thù ân. Rồi thầy tế lễ sẽ xông các món đó trên bàn thờ về của lễ thiêu. Còn da, hết thảy thịt, đầu, giò, bộ lòng và phẫn, tức con bò tơ nguyên, người phải đem ra khỏi trại quân đến một nơi tinh sạch là chỗ họ đổ tro, rồi chất trên củi nơi lửa và thiêu nó đi, tức là thiêu nó tại chỗ đổ tro vậy. Nếu cả hội chúng Israel vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va và làm điều không nên làm mà vốn không tự biết và vì cớ đó phải mắc tội,
Nếu tội phạm ấy vừa mới lộ ra, thì hội chúng phải dâng một con bò tơ đặng làm của lễ chuộc tội, dẫn nó đến trước hội mạc. Các hội trưởng phải nhận tay mình trên đầu bò tơ, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va. Thầy tế lễ chịu sức dầu rồi, sẽ đem huyết con bò tơ vào hội mạc, nhúng ngón tay mình trong huyết, rải 7 lần trước mặt Đức Giê-hô-va đối ngang bức màn. Đoạn, người sẽ bôi huyết trên các sừng của bàn thờ trong hội mạc trước mặt Đức Giê-hô-va, rồi đổ huyết hết dưới chân bàn thờ về của lễ thiêu để trước cửa hội mạc. Người cũng gỡ hết thảy mỡ đem xông trên bàn thờ. Cách dâng con bò tơ này cũng như cách dâng con bò dùng làm lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho hội chúng và tội hội chúng sẽ được tha. Đoạn, người phải đem con bò tơ đó ra ngoài trại quân thiêu đi như đã thiêu con bò tơ trước, ấy là của lễ chuộc tội cho hội chúng. Ví bằng một quan trưởng nào vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời mình mà làm điều không nên làm, và vì cớ đó mắc tội, khi nào người ta tỏ ra cho quan trưởng đó biết tội mình đã phạm, thì người phải dẫn đến làm của lễ mình một con dê đực không tỳ vết chi, nhận tay mình trên đầu dê đực đó, rồi giết nó trước mặt Đức Giê-hô-va tại nơi giết các con sinh dùng làm của lễ thiêu. Ấy là của lễ chuộc tội. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết của con sinh tế chuộc tội, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu và đổ huyết dưới chân bàn thờ. Đoạn, xông hết mỡ trên bàn thờ như cách xông mỡ về của lễ thù ân. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người và tội người sẽ được tha. Nếu một người nào trong dân chúng vì lầm lỡ phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà làm điều không nên làm và vì cớ đó phải mắc tội, khi nào người ta tỏ cho người đó biết tội mình đã phạm, thì người phải vì cớ tội mình dẫn đến một con dê cái không tỳ vết chi dùng làm của lễ, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó trong nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, rồi gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ về của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ, làm của lễ có mùi thơm dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Nếu của lễ chuộc tội người bằng chiên con, thì phải dâng một con cái chẳng tỳ vết chi, nhận tay mình trên đầu con sinh tế chuộc tội, rồi giết nó tại nơi giết con sinh dùng làm của lễ thiêu. Đoạn, thầy tế lễ sẽ nhúng ngón tay mình trong huyết, bôi trên các sừng bàn thờ về của lễ thiêu, và đổ hết huyết dưới chân bàn thờ, gỡ hết mỡ như cách gỡ mỡ của chiên con dùng làm của lễ thù ân, đem xông trên bàn thờ như các của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ chuộc tội cho người đó, thì tội người sẽ được tha. Chương 5. Khi người nào làm chứng bị bắt thề rồi và phạm tội vì không tỏ ra điều mình đã thấy hay là đã biết, thì người đó sẽ mang tội mình. Khi ai sẽ đụng đến một vật ô uế, hoặc thây của con thú nhà không tinh sạch, hoặc thây của con thú rừng không tinh sạch, hoặc thây của loài côn trùng nào không tinh sạch mà không tự biết, thì sẽ bị ô uế và mắc tội. Khi ai, hoặc tự biết hay không biết, sẽ đụng đến sự ô uế nào của loài người, không cứ bị ô uế cách nào, thì cũng sẽ mắc tội. Khi ai nói sơ ý thề thốt làm ác hay là làm thiện, mặc dầu cách nào, trước không ngờ đến, rồi sau lại tự biết, thì ai đó sẽ mắc tội trong điều này hay là điều kia. Vậy, khi nào ai mắc tội về một trong các điều này, thì phải xưng mình phạm tội chi? Rồi, vì tội mình đã phạm, dẫn đến Đức Giê-hô-va một con cái trong bầy súc vật nhỏ, hoặc chiên cái hay là dê cái, đặng làm của lễ chuộc tội, thì thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc tội cho người. Nếu không phương thế lo cho có một chiên cái hay là một dê cái được, thì phải vì tội mình đã phạm, đem đến cho Đức Giê-hô-va một cặp cừu hay là cặp bò câu con, một con dùng làm của lễ chuộc tội, một con dùng làm của lễ thiêu. Người sẽ đem cặp đó đến cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dâng trước con dùng làm của lễ chuộc tội, vặn rứt đầu gần nơi gáy cổ không gãy lìa ra. Đoạn,
rải huyết của con sinh tế chuộc tội trên một phía của bàn thờ. Huyết còn dư lại thì vắt dưới chân bàn thờ. Ấy là một của lễ chuộc tội. Còn chim kia, người phải tùy theo lệ đã định, dùng làm một của lễ thiêu. Ấy vậy, thì tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm, thì tội người sẽ được tha. Nếu không phương thế lo cho có một cặp cu hay là cặp bò câu con được, thì người vì tội mình đã phạm phải đem 1/10 epha bột lọc làm của lễ chuộc tội. Không nên đổ dầu trên và cũng không nên thêm nhũ hương vì là một của lễ chuộc tội. Người sẽ đem bột đó đến thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ bốc một nắm làm kỷ niệm và xông trên bàn thờ như cách xông của lễ dùng lửa dâng cho Đức Giê-hô-va. Ấy là một của lễ chuộc tội. Ấy vậy, thầy tế lễ sẽ vì người đó làm lễ chuộc tội người đã phạm về một trong mấy điều này, thì tội người sẽ được tha. Bột còn dư lại sẽ thuộc về thầy tế lễ như trong cuộc của lễ chay vậy. Đức Giê-hô-va lại phán cùng Môi-se rằng, khi nào ai ở bất trung, lầm lỡ phạm đến vật thánh của Đức Giê-hô-va, thì ai đó vì sự mắc lỗi mình phải dẫn đến Đức Giê-hô-va một con chiên đực không tỳ vít chi bắt ở trong bầy, đánh giá bằng siết lơ bạc tùy theo siết lơ của đền thánh. Ấy sẽ là một của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người đó phải bồi thường và phụ thêm 1/5 giá trị của vật mình đã phạm đến nơi đền thánh, rồi giao vật đó cho thầy tế lễ. Thầy tế lễ sẽ dùng chiên con đực về của lễ chuộc sự mắc lỗi mà làm lễ chuộc tội cho người ấy, và tội người sẽ được tha. Khi nào ai phạm một trong các điều răn của Đức Giê-hô-va mà không tự biết và làm điều không nên làm, thì ai đó sẽ mắc lỗi và mang lấy tội mình. Người vì sự lỗi mình phải dẫn đến thầy tế lễ một con chiên đực không tỳ vít chi bắt trong bầy, tùy theo ý ngươi đánh giá, rồi thầy tế lễ sẽ làm lễ chuộc lỗi cho người đã lầm lỡ phạm tội và không tự biết, thì lỗi người sẽ được tha. Ấy là của lễ chuộc sự mắc lỗi. Người hẳn phải mắc lỗi cùng Đức Giê-hô-va vậy. Thi Thiên 33. Hỡi người công bình, hãy vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va. Sự ngợi khen đáng cho người ngay thẳng. Hãy dùng đàn cầm cảm tạ Đức Giê-hô-va. Hãy dùng đàn sắt 10 giây mà hát ngợi khen Ngài. Khá hát cho Ngài một bài ca mới và khéo gãi nhạc khí với tiếng vui mừng. Vì lời Đức Giê-hô-va là ngay thẳng, các việc Ngài đều làm cách thành tín. Ngài chuộng sự công bình và sự chánh trực. Đất đầy dẫy sự nhân từ của Đức Giê-hô-va. Các tầng trời được làm nên bởi lời Đức Giê-hô-va, cả cơ binh trời bởi hơi thở của miệng Ngài mà có. Ngài thâu các nước biển lại thành như đống và trữ những nước sâu trong chỗ chứa. Khắp thiên hạ khá kính sợ Đức Giê-hô-va, các dân thế gian hãy kinh khủng Ngài. Vì Ngài phán thì việc liền có, Ngài biểu thì vật bèn đứng vững bền. Đức Giê-hô-va làm bại mưu các nước, khiến những tư tưởng các dân tộc ra hư không. Mưu của Đức Giê-hô-va được vững lập đời đời, ý tưởng của lòng Ngài còn đời này sang đời kia. Nước nào có Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, dân tộc nào được Ngài chọn làm cơ nghiệp mình, có phước thay. Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắng lòng của mọi người, xem xét mọi việc của chúng nó. Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu ấy là vô ích, nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai. Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết và bảo tồn mạng sống họ trong cơn đói kém. Linh hồn chúng tôi trông đợi Đức Giê-hô-va, Ngài là sự tiếp trợ và cái khiên của chúng tôi. Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài. Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, y theo chúng tôi đã trông cậy. Sách Giê-rê-mi
chương 1. Lời của Jeremy, con trai Hinkia, một trong các thầy tế lễ ở Anatot, xứ Benjamin. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng người trong đời Josiah, con trai Amon, vua Giu-đa, năm thứ 13 đời vua ấy. Lại có phán cùng người trong đời Jehoiakim, con trai Josiah, vua Giu-đa, cho đến cuối năm thứ 11 đời vua Sê-đê-kia, con trai Josiah, vua Giu-đa, tức là năm mà Jerusalem bị bắt làm phu tù, trong tháng thứ 5. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi như vậy: trước khi tạo nên ngươi trong lòng mẹ, ta đã biết ngươi rồi. Trước khi ngươi sinh ra, ta đã biệt riêng ngươi, lập ngươi làm kẻ tiên tri cho các nước. Tôi thưa rằng: ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, này tôi chẳng biết nói chi, vì tôi là con trẻ. Nhưng Đức Giê-hô-va lại phán: chớ nói tôi là con trẻ, vì ngươi sẽ đi khắp nơi nào ta sai ngươi đi, và sẽ nói mọi điều ta truyền cho nói. Đừng sợ vì cớ chúng nó, vì ta ở với ngươi đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Đoạn Đức Giê-hô-va giang tay rờ miệng tôi, Đức Giê-hô-va lại phán cùng tôi rằng: này, ta đã đặt những lời ta trong miệng ngươi. Hãy xem, ngày nay ta đã lập ngươi trên các dân các nước, đặng ngươi hoặc nhổ, hoặc phá, hoặc diệt, hoặc đổ, hoặc dựng, hoặc trồng. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hỡi Giê-rê-mi, ngươi thấy gì? Tôi thưa rằng tôi thấy một gậy bằng cây hạnh. Đức Giê-hô-va bèn phán: ngươi thấy phải đó, ta sẽ tỉnh thức, giữ lời phán ta đặng làm trọn. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi lần thứ hai mà rằng: ngươi thấy gì? Tôi thưa: tôi thấy một nồi nước sôi từ phương Bắc bắn ra. Đức Giê-hô-va phán: ấy là hoạn nạn từ phương Bắc sẽ giáng cho hết thảy dân cư đất này. Vậy ta sẽ gọi mọi họ hàng của các nước phương Bắc, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ đến, và ai nấy đặt ngôi mình nơi cửa thành Jerusalem, vây đánh các vách thành ấy và các thành của Giu-đa. Ta sẽ rao sự xét đoán ta nghịch cùng chúng nó vì điều ác chúng nó đã làm. Bởi chưng chúng nó đã lìa bỏ ta, đốt hương cho các thần khác và thờ lại việc tay mình làm ra. Vậy ngươi hãy thắt lưng, chờ dậy, bảo cho chúng nó mọi sự mà ta truyền cho ngươi. Đừng sợ sệt vì cớ chúng nó, kẻo ta làm cho ngươi sợ sệt trước mặt chúng nó chăng? Này, ngày nay, ta lập ngươi lên làm thành vững bền, làm cột bằng sắt, làm tường bằng đồng, nghịch cùng cả đất này, nghịch cùng các vua Giu-đa, các quan trưởng nó, các thầy tế lễ và dân trong đất. Họ sẽ đánh nhau với ngươi, nhưng không thắng ngươi, vì ta ở cùng ngươi, đặng giải cứu ngươi, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chương 2. Có lời Đức Giê-hô-va phán cùng tôi rằng: hãy đi, kêu vào tai Jerusalem rằng, Đức Giê-hô-va phán như vậy: ta còn nhớ về ngươi, lòng nhân từ của ngươi lúc đang thơ, tình yêu mến trong khi ngươi mới kết bạn, là khi ngươi theo ta nơi đồng vắng, trong đất không gieo trồng. Israel vốn là dân biệt riêng ra thánh cho Đức Giê-hô-va, vốn là trái đầu mùa của hoa lợi Ngài. Phàm những kẻ nuốt dân ấy sẽ có tội, tai vạ sẽ lâm trên họ, Đức Giê-hô-va phán vậy. Hỡi nhà Gia-cốp cùng các họ hàng nhà Israel, hãy nghe lời Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va phán như vậy: tổ phụ các ngươi có thấy điều không công bình gì trong ta mà đã xa ta, bước theo sự hư không và trở nên người vô ích? Họ không nói: chớ nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Ấy là đấng đã đem chúng ta lên khỏi đất Ê-díp-tô, đã dắt chúng ta qua đồng vắng, trong đất sa mạc đầy hầm hố, trong đất khô khan và có bóng sự chết, là đất chẳng một người nào đi qua và không ai ở. Ta đã đem các ngươi vào trong một đất có nhiều hoa quả để ăn trái và hưởng lợi nó. Nhưng vừa vào đó, các ngươi đã làm ô uế đất ta, đã làm cho sản nghiệp ta thành ra gớm ghiếc. Các thầy tế lễ không còn nói: nào Đức Giê-hô-va ở đâu? Những người giảng luật pháp chẳng biết ta nữa.
những kẻ chăn giữ đã bội nghịch cùng ta. Các tiên tri đã nhân danh ba anh mà nói tiên tri, đi theo những sự không ích gì cả. Đức Giê-hô-va phán, vì cớ đó ta sẽ còn tranh cạnh cùng các ngươi, cho đến con cháu của con cháu các ngươi nữa. Hãy qua các cù lao Kít Tim mà xem. Hãy khiến người đến Kê Đa và xét kỹ, xem thử có việc như vậy chăng. Có nước nào thay đổi thần của mình, mặc dầu ấy chẳng phải là thần không? Nhưng dân ta đã đổi vinh hiển mình lấy vật vô ích. Hỡi các tầng trời, hãy lấy làm lạ về sự đó. Hãy kinh hãi gớm ghê, hãy rất tiêu điều. Đức Giê-hô-va phán, dân ta đã làm hai điều ác. Chúng nó đã lìa bỏ ta là nguồn nước sống, mà tự đào lấy hồ. Thật hồ nứt ra, không chứa nước được. Israel là đầy tớ, hay là tôi mọi sinh trong nhà? Vậy sao nó đã bị phó cho sự cướp? Các sư tử con gầm thét, rống lên inh ỏi nghịch cùng nó, làm cho đất nó thành ra hoang vu. Các thành nó bị đốt cháy, không có người ở nữa. Con cháu của Nốt và Tác Pha Nết cũng đã làm dập sọ ngươi. Mọi điều đó há chẳng phải xảy ra cho ngươi vì đã lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình khi Ngài dắt ngươi trên đường sao? Hiện bây giờ ngươi có việc gì mà đi đường qua Ê-díp-tô đặng uống nước Si-ho? Có việc gì mà đi trong đường A-si-ri đặng uống nước sông Cái? Tội ác ngươi sẽ sửa phạt ngươi, sự bội nghịch ngươi sẽ trách ngươi. Nên ngươi khá biết và thấy rằng lìa bỏ Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và chẳng có lòng kính sợ ta, ấy là một sự xấu xa cay đắng. Chúa là Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy. Xưa kia ta đã bẻ ách ngươi, bức xiềng ngươi, mà ngươi nói rằng tôi không vâng phục nữa. Vì trên mỗi đồi cao, dưới mỗi cây xanh, ngươi đã cúi mình mà hành dâm. Ta đã trồng ngươi như cây nho tốt, giống đều rạc cả, mà cớ sao ngươi đã đốc ra nhánh xấu của gốc nho lạ cho ta? Dầu ngươi lấy hỏa tiêu và dùng nhiều diêm cường rửa mình, tội lỗi ngươi cũng còn ghi mãi trước mặt ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Sao ngươi dám nói rằng ta không bị ô uế, ta chẳng từng đi theo thần tượng ba anh? Hãy xem đường ngươi trong nơi trũng, nhận biết điều ngươi đã làm. Như lạc đà một gu lanh lẹ và buông tuồng, như lừa cái rừng quen nơi đồng vắng, động tình dục mà hút gió. Trong cơn nóng nảy, ai hay xây trở nó được ư? Những kẻ tìm nó không cần mệt nhọc, đến trong tháng nó thì sẽ tìm được. Hãy giữ cho chân ngươi chớ để trần, cổ ngươi chớ khát. Nhưng ngươi nói rằng ấy là vô ích. Không, vì ta thích kẻ lạ và sẽ theo chúng nó. Như kẻ trộm bị bắt, xấu hổ thế nào, thì nhà Israel, nào vua, nào quan trưởng, nào thầy tế lễ, nào kẻ tiên tri, cũng sẽ xấu hổ thế ấy. Chúng nói với gỗ rằng Ngài là cha tôi, với đá rằng Ngài đã sinh ra tôi. Vì chúng đã xây lưng lại cùng ta mà không xây mặt lại với ta. Đoạn đến ngày hoạn nạn, chúng sẽ nói rằng hãy trỗi dậy cứu lấy chúng tôi. Vậy chớ nào các thần mà các ngươi đã làm ra cho mình ở đâu? Nếu các thần ấy có thể cứu các ngươi trong kỳ hoạn nạn thì hãy trỗi dậy mà cứu. Hỡi Giuđa, vì số các thần ngươi cũng bằng các thành ngươi. Sao ngươi biện luận cùng ta? Các ngươi thảy đều đã phạm tội nghịch cùng ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Ta đã đánh con cái các ngươi là vô ích, chúng nó chẳng chịu sự dạy dỗ. Gươm các ngươi đã nuốt các kẻ tiên tri mình như sư tử phá hại. Hỡi dòng dõi này, hãy rõ lời Đức Giê-hô-va phán. Ta há là một đồng vắng hay là một đất tối tăm mờ mịt cho dân Israel sao? Làm sao dân ta có nói rằng chúng tôi đã buông tuồng, không đến cùng Ngài nữa?
con gái đồng trinh há quên đồ trang sức mình, nàng dâu mới há quên áo đẹp của mình sao? Nhưng dân ta đã quên ta từ những ngày không tính ra được. Sao ngươi cứ dọn đường mình để tìm tình ái, đến nỗi đã dạy cho những đàn bà xấu nết theo lối mình? Nơi vạt áo ngươi cũng đã thấy máu của kẻ nghèo nàn vô tội, chẳng phải vì cớ nó đào ngạch, bèn là vì cớ mọi điều đó. Ngươi lại còn nói rằng, tôi là vô tội, thật cơn giận của ngài lìa khỏi tôi. Này, vì ngươi nói rằng tôi không có tội, ừ, ta sẽ đoán xét ngươi. Sao ngươi chạy mau để đổi đường ngươi? Xưa kia, ngươi xấu hổ về Assyri, nay cũng sẽ xấu hổ về Egypto. Ngươi sẽ chấp tay lên trên đầu mà đi ra từ nơi đó, vì Đức Giê-hô-va ruồng bỏ những kẻ mà ngươi trông cậy, ngươi sẽ chẳng được thịnh vượng gì bởi chúng nó. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.